Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Ngọc Hát Thanh Nhạc Phạm Hương. Bài học ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ một vấn đề mà Hương chưa từng đề cập đến trong những video trước đây, đó chính là cách nhấn nhá, tạo sắc thái trong hát. Trong ca hát, việc hát có sắc thái là vô cùng quan trọng, giúp cho người hát tạo được ấn tượng, được sự lôi cuốn đối với người nghe. Trong nhiều năm giảng dạy thanh nhạc của mình, Hương nhận thấy rằng có nhiều người khi hát không để ý hoặc còn xem nhẹ vấn đề này, dẫn đến cách hát bị đều đều, đơn điệu, thiếu chiều sâu hay là cảm xúc. Ngay bây giờ thì Hương sẽ lấy một vài ví dụ trực quan để làm rõ vấn đề cũng như giúp cho mọi người hiểu được thế nào là cách hát nhấn nhá. Cô chú anh chị và các bạn hãy lắng nghe và chia sẻ cho Hương những cảm nhận của mình về sự khác nhau giữa cách hát có và không có nhấn nhá nhé. Trước tiên thì Hương sẽ hát một trích đoạn trong bài Giận Mà Thương. Cách hát thứ nhất như sau. Em xa anh nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thế. Hỡi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Cách hát thứ hai. Em xa anh nghe câu dân ca, dân mà thương sao mà ra diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào anh giận em không? Tiếp theo sẽ là một trích đoạn trong bài Anh Còn Nợ Em với hai cách hát. Cách hát thứ nhất như sau. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em sông xưa bến cũ, sông xưa bến cũ con sông êm đềm. Cách hát thứ hai như sau. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ con sông êm đềm. Chúng ta vừa lắng nghe Hương hát một số trích đoạn có và không sử dụng sắc thái nhấn nhá trong hát. Không biết là cô chú anh chị và các bạn có cảm nhận được sự khác biệt giữa hai cách hát này không ạ? Với cách hát thứ nhất là Hương không sử dụng sắc thái nhấn nhá thì âm thanh đều đặn, đơn điệu, thiếu cảm xúc và thiếu chiều sâu. Với cách hát thứ hai, Hương có sử dụng nhấn nhá, nhưng trong cách hát của mình Hương đã tạo được sự lôi cuốn, được ấn tượng đối với người nghe, đúng không ạ? Vậy hát sắc thái nhấn nhá là như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể nhấn nhá được? Và trong một bài hát thì từ nào, câu nào chúng ta có thể sử dụng nhấn nhá? Ngay bây giờ thì Hương sẽ giải đáp từng câu hỏi này. Nhấn nhá có thể hiểu nôm na có nghĩa là nhấn nhá. Có những từ chúng ta phải hát nhấn vào, mạnh vào, rõ hơn, sắc nét hơn so với những từ khác để tạo ra màu sắc khác biệt hơn, tạo ra sự phong phú hơn. Thì đó chính là hát nhấn nhá hay có thể hiểu là nhấn nhả. Vậy làm thế nào để có thể hát nhấn nhả? Vâng, với những từ nào mà chúng ta muốn nhấn vào thì chúng ta phải nắn nốt. Nắn nốt làm sao cho từ đó đặt một cách chắc chắn nhưng lại mềm mại, nhẹ nhàng, rõ nét giống như chúng ta đặt một quả trứng xuống đất vậy. Từ từ. Và làm sao để kiểm soát cái từ đó không bị giật, mạnh và thô bằng cách chúng ta sẽ chặt cơ bụng hơn đối với những từ chúng ta cần nhấn. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi. Tất cả những từ vừa rồi, những từ đầu câu là Hương đều nhấn. Thì cô chú anh chị và các bạn có thể cảm nhận thấy rằng Hương đặt mạnh nhưng lại êm nhẹ chứ không bị thô giật. Nhớ
Hương chặt bụng hơn với những từ đó. Vâng, cách chặt cơ bụng, nắn nót và nhẹ nhàng đối với những từ cần nhấn đó chính là cách để chúng ta tạo sắc thái nhấn nhá trong hát. Để học kỹ thuật hát theo lộ trình bài bản dành cho những người lớn tuổi, hãy đến với chọn bộ kỹ thuật hát bằng video mà Hương đã dày công, tâm huyết xây dựng. Cùng với việc hiểu nguyên nhân tại sao mình hát mãi mà vẫn chưa hay và cách áp dụng các mẹo, quy tắc hay các mẫu luyện mà Hương đã biên soạn sẵn trong khóa học chắc chắn sẽ giúp cho cô chú anh chị và các bạn thay đổi được khả năng ca hát của mình một cách rõ rệt. Để mua khóa học, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ 0977199628 nhé. Vậy trong một bài hát, trong một câu hát thì những từ nào chúng ta có thể hát nhấn nhá được? Hương sẽ đưa ra hai yếu tố, chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai yếu tố này để chúng ta sử dụng cách hát nhấn. Yếu tố thứ nhất đó là dựa vào phách mạnh của bài hát. Nếu như cô chú anh chị và các bạn nào học đàn, học lý thuyết thì sẽ phân biệt được đâu là phách mạnh và phách nhẹ. Chúng ta sẽ nhấn vào những từ chứa phách mạnh. Ví dụ như từ nhớ anh nhiều. Đây là ca khúc viết ở điệu Boston có 3 phách, 1 phách mạnh và 2 phách nhẹ. Chúng ta sẽ nhấn vào phách mạnh. Nhớ anh nhiều nhưng chẳng nói ra nhiều cũng vậy thôi. Yếu tố thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào từ key hay gọi là từ khóa. Những từ nào mà chúng ta cảm thấy yêu thích, muốn truyền tải một thông điệp nào đó đến người nghe thì chúng ta sẽ nhấn vào từ đó. Hương sẽ ví dụ ở trong trích đoạn bài Nỗi nhớ mùa đông. Cách hát thứ nhất là Hương sẽ nhấn vào những từ chứa phách mạnh. Cách hát thứ hai là Hương sẽ nhấn vào những từ key, những từ mà Hương yêu thích. Ví dụ như cách hát thứ nhất. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Cách hát thứ hai là Hương sẽ nhấn vào những từ key, những từ mà Hương yêu thích, muốn truyền tải một thông điệp nào đó, muốn đưa cảm xúc của mình sâu hơn. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc sẽ lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Vâng, đó chính là hai cách thức, hai yếu tố để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn những từ nhấn nhả tạo sắc thái. Để làm rõ vấn đề thì ngay bây giờ Hương sẽ hướng dẫn cô chú anh chị và các bạn thực hành sắc thái nhấn theo trích đoạn Nỗi nhớ mùa đông. Trong phần lời ca có hai ký hiệu, một là những gạch màu xanh và gạch màu đỏ, biểu thị cho hai cách nhấn. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ nhấn vào những từ chứa phách mạnh. Còn gạch màu đỏ là biểu thị cho những từ chúng ta yêu thích, chúng ta muốn truyền tải một thông điệp nào đó. Thì cách này chúng ta sẽ nhấn tùy vào mỗi người. Những từ mà Hương đang gạch màu đỏ là những từ Hương yêu thích và Hương muốn nhấn vào đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn theo cách đầu tiên, đó là nhấn vào những phách mạnh. Ở trong trích đoạn này, những từ nào phách mạnh Hương gạch bực màu xanh dài, những từ phách nhẹ Hương gạch bực màu xanh ngắn. Từ cửa, từ lòng, từ dụng, từ đi, từ đời, từ cười, từ ấy và từ đi là những từ ở phách mạnh. Bây giờ Hương sẽ vừa hát và nhấn vào phách mạnh. Cô chú anh chị và các bạn cùng hát và nhấn với Hương nhé. Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn vào những từ có gạch đỏ. Những từ gạch đỏ là những từ mà Hương yêu thích và muốn truyền tải một thông điệp nào đó, nên Hương sẽ gạch theo ý thích của mình. Theo cách này thì tùy vào tư duy âm nhạc của mỗi người mà chúng ta sẽ nhấn những từ khác nhau. Bây giờ Hương sẽ nhấn vào những gạch đỏ, cô chú anh chị và các bạn hãy lắng nghe và cảm nhận nhé. Dường như ai đi ngang cửa,
gió mùa đông bắc sẽ lòng chút lá thu vắng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi, nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ khanh buồm dưới giờ đây cũng bỏ ta đi. Chúng ta vừa thực hành luyện tập sắc thái nhấn theo hai cách, một là vào vách mệnh, hai là vào những từ mình yêu thích. Tuy nhiên, để chúng ta có thể làm tốt sắc thái này thì cần phải có một cột hơi chắc khỏe để có thể điều tiết, điều khiển được âm thanh theo ý mình. Để học kỹ thuật hát theo lộ trình bài bản dành cho những người lớn tuổi, hãy đến với trọn bộ kỹ thuật hát bằng video mà Hương đã dày công, tâm huyết, xây dựng. Cùng với việc hiểu nguyên nhân tại sao mình hát mãi mà vẫn chưa hay và cách áp dụng các mẹo, quy tắc hay các mẫu luyện mà Hương đã biên soạn sẵn trong khóa học chắc chắn sẽ giúp cho cô chú anh chị và các bạn thay đổi được khả năng ca hát của mình một cách rõ rệt. Để mua khóa học, cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ 0977199628 nhé. Để tạo được sức hút ấn tượng trong cách hát thì ngoài sắc thái nhấn nhá, chúng ta còn phải kết hợp thêm một số những sắc thái khác. Tuy nhiên thì trong video này Hương không thể chia sẻ hết được. Nhưng Hương nghĩ rằng chỉ cần nhấn nhá thôi là cô chú anh chị và các bạn có thể tạo cho mình một cách hát phong phú và ấn tượng rồi. Còn bây giờ thì Hương xin dừng video này ở đây. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ giúp cho cô chú anh chị và các bạn có được nhận thức và thay đổi được cách hát tốt hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những phần học hát tiếp theo nhé.